trên cõi trần này hạ sanh là một gia đình, nhà nhỏ yêu nước và nguồn gốc nông dân. Khi lớn lên và qua nhiều năm trước đây, người quyết tâm theo đường cách mạng rất hăng say hoạt động. Theo truyền thống anh hùng trong giặc ngoài xâm, đường cách mạng là dạng neo đắng cay, nên người mới đổi tên là Nguyễn Ái Quốc. Lúc phong trào tiến bước đang sôi sục, muốn lãnh đạo toàn dân nên người mới đi hải ngoại. Trọn 20 năm người đã đủ đầy kinh nghiệm, chỉ có con đường cách mạng vô sàn mới cứu được dân và giành được nền độc lập. Đã trở thành một chiến sĩ cộng sản tài ba, người mới trở về với kiếp Mác Lênin, quyết cứu nước nhà giải phóng cho toàn dân. Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu hoạt động. Nước Việt Nam có người lãnh đạo gắn tên người là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo toàn dân thâm nhuần kiếp Mác Lênin, khắp nước đều có lực lượng vũ trang, đâu đó đàng hoàng chờ lệnh tổng tiến công. Việt Pháp thành công vào 1954 do cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ, quân xâm lăng Pháp đại bại, Pháp phải đầu hàng và ký hiệp định Geneva. Qua đầu xuân 1975, chỉ 55 ngày chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh Mỹ ngụy tan tành giải phóng trọn miền Nam. Hôm nay nước nhà được vẻ vang, Bắc Nam sông độc lập, toàn dân đều an cư lạc nghiệp. Ơn của Bác Hồ biển rộng trời cao. Nhìn về tổ quốc trong tương lai, nước nhà dân mạnh danh cao, giàu mạnh danh cao là tưởng nhớ Bác Hồ. 19 tháng 5 là ngày sinh Bác Hồ Chủ tịch, hàng năm toàn dân đều tưởng niệm. Nhưng người sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, còn cõi Việt Nam đâu đâu cũng có mặt người, như đêm rằm trắng tỏ trên trời, rồi sáng đời đời cho dân nước Việt Nam. Nói gương Bác Hồ kính yêu toàn dân Việt Nam, một lòng một dạ lo chen vai đâu tật, để đắp bồi giàu mạnh thêm lên. Nhờ ơn Đảng đã dày công dìu dắt cho toàn dân nối gót Bác Hồ.
và trẻ gái trai chúng con quyết thề dâng cả cuộc đời bồi đắp